Thời gian qua, người dân sống trên đường Bình Thành và đường Liên Khu 45, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khổ sở vì đường xuống cấp, đi lại khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong thời điểm thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu vào mùa mưa. Ghi nhận sau những trận mưa lớn, đường Bình Thành xuất hiện tình trạng hư hỏng, nhiều vị trí mặt nắp khố ga cũng đã hư hại để lộ ra các khung sắt, gây nguy hiểm cho phương tiện qua lại. Khi có mưa, những vị trí này sẽ biến thành ao tù nằm giữa lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Tương tự, một đoạn khoảng 200m cuối đường của tuyến đường liên khu 45, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, giáp với huyện Bình Chánh đã xuống cấp trầm trọng, chằng chịt ổ voi khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn. Để giải quyết tạm thời, người dân tự bỏ tiền thuê xe đổ xà bần, dặm vá đường, nhưng được một thời gian thì đâu lại vào đấy. Lãnh đạo phòng quản lý đô thị Bình Tân cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, quận đã chỉ đạo khảo sát, khẩn trương khắc phục cơ bản, đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra, thực hiện các biện pháp cảnh báo như lập hàng rào, biển báo, đèn cảnh báo.